hỏi về điều trị hay là những vấn đề mà chúng ta những cái video trước, mà hôm nay là bác sĩ Nhật sẽ nói về cách làm một thực dưỡng hay là một chất dinh dưỡng, một loại nước dinh dưỡng. Thì nếu các bạn có từng gặp bác sĩ Nhật hay hướng dẫn các bạn có một loại thực dưỡng hay một cái loại nước, đó là gạo lứt đậu đỏ. Tại sao? Thì chúng ta cũng đã từng nghe rất nhiều về cái nước loại trà này, tại sao nó khá hữu hiệu trong dân gian chúng ta, hay các ông bà ngày xưa chúng ta cũng hay sử dụng. Vì lý do tại sao? Thứ nhất rằng là đây là sự kết hợp giữa gạo lứt và hai loại đậu, đậu đỏ hoặc là đậu đen. Với cái trà nấu từ gạo lứt đậu đỏ này, chúng ta có thể sử dụng hàng ngày như là một loại nước uống để vừa giải khát vừa bổ sung những cái chất dinh dưỡng trong việc bổ sung nâng cao sức đề kháng. Thì như vậy ứng dụng của loại trà này trong những vấn đề nào? Thứ nhất là khi các bạn đang theo dõi trứng để có thể có thai một cách tự nhiên, thì các bạn có thể bổ sung đậu đỏ, nước uống đậu đỏ, gạo lứt. Thì chúng ta cũng biết là họ đậu là nó cung cấp estrogen tự nhiên rất tốt. Thứ hai là khi các bạn đang dùng kích thích buồng trứng để thực hiện thụ tinh ống nghiệm hay là bơm tinh trùng, thì chính cái estrogen tự nhiên này nó sẽ cung cấp thêm cái estrogen cho chúng ta ha, rất là tốt. Thứ ba là khi các bạn chuẩn bị niêm mạc để chuyển phôi, thì chúng ta thường hay sử dụng, các bác sĩ thường hay sử dụng estrogen ngoại sinh. Thì như vậy chúng ta sử dụng thêm cái trà ha, đậu đỏ, gạo lứt, thì chúng ta sẽ có bổ sung thêm được cái estrogen tự nhiên rất tốt ha. Nó vừa làm mát, vừa làm giảm căng thẳng, vừa làm dịu nhẹ ha những cái cơn khát cho chúng ta. Ngoài ra thì như chúng ta biết rằng việc viêm âm đạo hoặc là khô âm đạo là có thể bắt nguồn từ cái việc thiếu estrogen trong cơ thể. Do đó trà gạo lứt đậu đỏ sẽ cung cấp một estrogen, nó sẽ làm giảm đi cái viêm ha, âm đạo hoặc là khô âm đạo. Ngoài ra khi mà chúng ta có viêm âm đạo, chúng ta có thể sử dụng ngay cái nước ha đậu đỏ gạo lứt này, chúng ta có thể vệ sinh ha. Ngoài chỉ uống ra thì chúng ta còn có thể vệ sinh ở đường dưới, thì nó cũng có mang tính chất sát khuẩn một phần. Thứ tư nữa là chúng ta phải giảm cân an toàn sau sinh ha. Chúng ta chắc nghe rất nhiều về cái việc dùng đậu đỏ gạo lứt để giảm cân an toàn, thì chúng ta có thể ăn cái sau khi chúng ta lấy nước, thì chúng ta có thể sử dụng cái gạo lứt này chúng ta ăn hàng ngày và cái nước chúng ta có thể uống, và như vậy giảm cân sau sinh bằng gạo lứt ha, đậu đỏ gạo lứt là rất là tốt. Ngoài ra là khi chúng ta mang thai, vấn đề về tiểu đường thai kỳ ha, tiết chế là cực kỳ quan trọng. Do đó là một số nghiên cứu ha, cũng chưa có phải gọi là nghiên cứu thật sự, tuy nhiên người ta nhận thấy rằng là khi sử dụng trà gạo lứt đậu đỏ, thì cái việc giảm lượng đường trong máu ha, làm giảm cái sự đề kháng insulin nó sẽ tốt hơn ha ở những thai phụ có đái tháo đường hay là rối loạn dung nạp đường ha. Do đó việc sử dụng trà gạo lứt đậu đỏ có thể chúng ta thực hiện được. Ngoài ra là cái chất xơ của gạo lứt đậu đỏ có thể chống táo bón cho người phụ nữ. Khi chúng ta mang thai, chắc là các bạn cũng đã từng trải qua ha, việc sử dụng sắt trong thai kỳ sẽ dẫn tới cái việc táo bón. Do đó chúng ta có thể sử dụng ha cái bã hay là cái gạo lứt ha, đậu đỏ, sau khi chúng ta rang lên chúng ta có thể nấu hay chúng ta ăn, và nó cung cấp chất nước và nó làm cho cái việc chống táo bón sẽ tốt hơn rất nhiều, hữu hiệu. Thì như vậy đó là cái công dụng. Bác sĩ Nhật không phải là quảng cáo, bác sĩ Nhật chỉ là hướng dẫn cho các bạn thôi ha. Làm sao để chúng ta pha một cái trà ha, nó rất là rẻ tiền, nó hữu dụng ha, và nó sẽ có tác dụng rất tốt cho cơ thể của các bạn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ lấy gạo lứt ha, chúng ta mỗi thứ một nắm tay, gạo lứt nè, đậu đỏ nè ha, hoặc đậu đen, chúng ta lấy mỗi thứ một nắm tay riêng rẻ nha các bạn. Gạo lứt thì chúng ta có thể ngâm, rồi chúng ta sau đó chúng ta sẽ để ha nấu ở nhiệt độ khoảng cỡ 40 độ C ha, chúng ta rửa sạch ha gạo lứt các bạn ha, chúng ta rửa sạch
bằng nước lạnh, sau đó chúng ta nấu ấm khoảng 40 độ C trong vòng khoảng 6 tiếng, sau đó chúng ta để ráo khô các bạn ha. Rồi, và còn đậu đỏ, gạo lứt thì các bạn cũng sẽ rửa sạch, rồi các bạn sẽ sau đó các bạn để khô. Rồi, như vậy mỗi loại chúng ta sẽ bắt đầu rang hai các bạn ha, mỗi thứ một nắm tay ha, rang gạo lứt, rang đậu đỏ hoặc rang đậu đen ha. Sau khi chúng ta rang xong thì chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta lấy ba thứ đó, chúng ta nấu khoảng 1,5 lít cho tới 2 lít nước ha. Chúng ta sẽ bỏ vào ba loại vào để mà chúng ta ngâm, giống như chúng ta ngâm trà vậy các bạn, và sau một khoảng thời gian ha thì chúng ta có thể sử dụng giống như nước uống hàng ngày vậy các bạn ha. Thì như vậy là chúng ta ngoài cái nước chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể lấy cái gạo lứt chúng ta ăn, hoặc là chúng ta đậu đỏ chúng ta có thể sử dụng ha các bạn ha, đậu đen chúng ta cũng sẽ sử dụng. Đó là cái sơ lược qua cho các bạn ha, việc chúng ta chế biến ha đậu đỏ và gạo lứt ha, có những cái tác dụng rất là tốt cho cơ thể,